Chào các bạn, mình là Nam, ở bên cửa hàng nhà cối sắc. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cây đàn có mã là CFS1. Cây đàn mặt gỗ thông, mặt cạnh và lưng là gỗ hồng đào. Cây đàn classic, dây ni lông. Đó. Cái này thì mình đã làm video rồi. Tuy nhiên thì trong video đó thì mình test thì nó chưa được cẩn thận, gọi là hơi sơ sài một chút. Thì ngày hôm nay có bạn Huấn sẽ hỗ trợ trong cái phần là test cho nó cẩn thận hơn từ cái phím đàn. Đàn này có ti chỉnh cần, classic có ti chỉnh cần, cần đàn rộng và dùng dây nylon core, tức là cái lõi là nylon. Có ba cái dây trên thì nó là bên ngoài vẫn là cấn kim loại. À, ở đây mình đang ở quán quán trà chanh là hơi ồn một chút, các bạn thông cảm nhé. Rồi, đây bây giờ chúng ta sẽ nghe âm thanh nhé. Ủng hộ cho Huấn một like để tiếp tục làm những video lần sau thì sẽ có nhiều bài hơn và sẽ được yêu mến nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.